Andika Fiza. Các trọng tài là nhiệm vụ ở SEA Games lần này đều là những người không thuộc Đông Nam Á. Thẻ đỏ cho ông Park Sơ. Ông Park đã phản ứng ở tình huống mà Osman Dohay phạm lỗi. Ông trọng tài người Ả Rập Xê Út Al Samarani rất nghiêm khắc. Nóng tính là một điểm yếu của huấn luyện viên Park Hang-seo, nhưng vừa rồi có vẻ như trọng tài điều khiển trận đấu đã xử lý có phần quá tay. Mọi chuyện không đến mức như vậy. Ông Park rõ ràng là không hài lòng với quyết định của trọng tài người Ả Rập Xê Út Al Samarani. Huấn luyện viên Park Seo sẽ phải rời khu vực chỉ đạo.